Vẫn trong cửa sổ Electrical Settings, các bạn chuyển sang Distribution Systems, hệ thống phân phối, đúng không? Ở cột name này các bạn đổi tên này đi, mạch sao mạch Y này 220. Ok, đây là 3 pha này, còn đây là 1 pha. Các bạn đổi tên về cái theo cái điện áp mà chúng ta vừa thay đổi thôi. Các bạn để đây là 220 cho tôi. Đổi thằng này về 380, 3 pha nhưng mà điện áp là 380V. Các bạn chuyển sang Load Calculations, các cái thiết lập về tính toán tải điện. Chọn vào Demand Factors, hệ số nhu cầu. Giả sử ở đây tôi sẽ chọn là hệ số nhu cầu cho mạch chiếu sáng chẳng hạn. Đó chính là Lighting General. Calculation Methods, cái phương pháp tính này các bạn chuyển sang là By Load, theo tải. Thì ở đây là chúng ta sẽ thiết lập hoặc là ngắt tải theo từng cái giá trị. Ví dụ như ở đây các bạn thêm vào dấu cộng này là giá trị từ nhỏ hơn 3000 nhé. Demand Factors, hệ số nhu cầu đây sẽ là 100%. Với cái giải tiếp theo, các bạn có thể đây là 10.000 V/A đi. Đây về 3000. Ở đây hệ số nhu cầu các bạn để về chỉ là 50% thôi. Còn giá trị là 10.000 V/A trở lên, chúng ta thiết lập là chỉ có 30%. Vậy là chúng ta thay đổi lại các cái thông số là phương pháp tính toán tải của hệ thống chiếu sáng chung này theo phần trăm nhu cầu nhá, chia làm các cái giải, đó là từ nhỏ hơn 3.000 V/A thì hệ số nhu cầu sẽ là 100%, từ 3.000 cho đến 10.000 V/A sẽ là 50%, và lớn hơn 10.000 V/A là chỉ là 30% thôi, cái tần suất xuất hiện nó ít hơn, đúng không ạ? Ok, như vậy chúng ta đã hoàn thành thiết lập các thông tin kỹ thuật về điện áp, bao gồm loại dây dẫn này, điện áp này, hệ thống phân phối này, hệ số nhu cầu của tải chiếu sáng. Các bạn nhấn chuột vào nút OK để đóng lại cửa sổ Electrical Settings và kết thúc các cái thiết lập liên quan đến hệ thống điện trước khi chúng ta thiết kế.